Vâng, và tiếp theo em test con 800 CSL gửi cho anh Sơn ở Quảng Ninh. Thì em còn một con nha các bác, còn một con đẹp long lanh y dài luôn. Thì cấu hình của Crown 800 CSL là chạy 24 sọt, 16 con sọt sắt vương miện và 8 sọt than, hai tổ Philips. Con này là hàng nội địa Mỹ, hàng Mỹ nòi nha các bác, sử dụng điện 100 đến 120V. Là dừng video, và bác nào còn em còn một con duy nhất nữa các bác, một con duy nhất nữa nha.